Rồi quý vị, tiếp theo bonsai 332, một cây sâm hương 300k bao ship toàn quốc. Cây này nó to hơn chai trà xanh luôn nha quý vị. Rồi đó, anh nào quen thì ship code lại chuyển khoản nha. Rồi 300k. Ê, kinh ra ngoài, kinh để bên đó đi, chút nữa nó ngã rớt gãy nhọn cái nhánh hết rồi. Ồ, tôi nghiệp vô qua nó ra tới đây luôn kìa. Bi đây quay mặt sau nha quý vị, đây mặt trước đây mặt sau nha. Đó, mặt sau của nó đây, đế nó còn tuốt cái này nha, về mưa bui đế lên nha. Mặt sau của nó đây nè, bấm đi cái nhánh này đi cho quý vị nhìn thấy cho nó dễ nha. Đó, mặt sau nó đây nha. Đó, nó có cái dáng vậy đó. Rồi quay mặt trước lại coi mặt tiền. Rồi hả, buồn hả? Rồi xuống luôn.